Chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình và mình là Tiểu Sư Phụ. Ngày hôm nay thì mình sẽ review cho các bạn về sàn QuickSwap, một sàn giao dịch phi tập trung DeFi ở trên nền tảng của Polygon, mạng Matic nha các bạn. Ok, hiện tại thì cái sàn QuickSwap này đang xếp hạng vị trí thứ 6 trong tổng số các sàn giao dịch phi tập trung với volume giao dịch trong vòng 24 giờ lên tới 338 triệu USD nha các bạn. Ok, một khối lượng giao dịch rất là khổng lồ. Và hiện tại thì có rất là nhiều người dùng đã chuyển sang dùng mạng Polygon của Matic bởi vì có những chức năng được tân tiến hơn, và thứ hai nữa là cái chi phí giao dịch nó cực kỳ rẻ nha các bạn, rẻ hơn rất nhiều so với ETH và Binance Smart Chain. Đấy. Ok, ở đây thì cái sàn này có ba chức năng chính. Đây là chức năng swap này, pool này và reward này. Thì nó cũng tương tự với các sàn giao dịch phi tập trung khác giống như sàn PancakeSwap này, sàn MDEX này và sàn Uniswap khác. Thì chức năng swap thì nó sẽ cho phép trao đổi các cái đồng token ở trên nền tảng của nó, trao đổi qua lại với nhau. Đấy, và chúng ta chỉ cần nhấn swap là các bạn sẽ trao đổi được các cái đồng qua lại với nhau. Tiếp theo là chức năng pool thì nó sẽ cho phép chúng ta add liquidity và tạo cái thanh khoản ở trên nền tảng của QuickSwap nhé. Thứ ba là cái chương trình reward thì nó tương tự với các chương trình farm ở trên các cái site như là Pancake hay là MDEX. Thì nó sẽ cho phép chúng ta add các cặp liquidity này, ví dụ như cặp ETH và cặp Matic lại, và chúng ta sẽ farm với một mức lợi nhuận là 78% cho một năm. Đấy, 52% này, 25% và cao nhất là 126% cho cặp Matic và đồng quốc nha. Ok. Ở đây thì mình sẽ review cho bạn chức năng swap ở trên cái sàn QuickSwap cho bạn dễ hình dung nhá. Đây. Và cái điều quan trọng là đầu tiên ấy, các bạn sẽ phải sử dụng ví MetaMask này. Tiếp theo là các bạn sẽ phải thiết lập cái mạng Polygon Matic cho cái ví MetaMask của chúng ta. Bạn nào mà chưa thiết lập thì các bạn xem lại cái video trước đây của mình để có thể xem và các bạn cài đặt cái mạng Matic Mainnet để chúng ta có thể sử dụng nhá. Tiếp theo là các bạn tương tự giống các cái sàn ví dụ như sàn Binance Smart Chain thì chúng ta sẽ phải sử dụng đồng BNB làm phí. Các cái sàn của mạng Ethereum thì chúng ta sẽ sử dụng đồng ETH làm phí. Thì sử dụng trên cái sàn QuickSwap này thì chúng ta sẽ cần cái đồng Matic để làm phí nhé. Và làm thế nào để mua cái đồng Matic và chuyển về trên ví MetaMask thì mình cũng đã làm video rất là cụ thể để hướng dẫn cho anh em rồi. Bạn nào mà chưa biết cách thì bạn có thể xem lại video nhé. Sau khi mà bạn có Matic ở trên sàn này, trên ví MetaMask này, các bạn kết nối với địa chỉ ví MetaMask của chúng ta giống như cái cách kết nối thông thường thôi. Đấy, thì chúng ta sẽ tiến hành giao dịch như bình thường và như các sàn giao dịch bình thường nhé. Ok, ví dụ nhá, mình sẽ lấy ví dụ này. Mình đã có 22 đồng Matic và mình muốn swap sang một cái đồng token khác, đó là đồng, chọn một đồng đi, đồng Fit chẳng hạn nhé. Các bạn lưu ý nhé, tất cả những cái đồng này đều ở trên mạng lưới của Polygon nhé, tức là mạng lưới của đồng Matic nhé. Nó không liên quan đến Binance Smart Chain, không liên quan đến Ethereum. Đấy, ví dụ như mình sẽ chuyển là 10 Matic thì các bạn sẽ nhận được là 0.584 đồng Fit. Ok, thì các bạn lưu ý này, ở đây nó sẽ có phần setting. Cái phần slip rate này, tức là cái phần trăm giao dịch ấy, cái phí phần trăm giao dịch ấy, thì các bạn chọn 0.5 cho mình, phần trăm cho mình để đảm bảo được là chúng ta vừa tiết kiệm mà chúng ta vừa giao dịch được thành công. Đấy, thì các bạn nhấn swap này. Ok, các bạn nhấn confirm swap này. Ở đây thì chúng ta sẽ review cái chi phí này, chi phí của thằng swap này nó thấp đến mức nào. Các bạn có thể thấy này, nó chỉ có 0.0003 Matic thôi. Mà các bạn biết từng này thì nó quá thấp luôn. Ở đây thì mình sẽ cho các bạn xem một cái lượt giao dịch như thế này nhá. Thì nó là bao nhiêu? Đổi Matic sang USD đi. Đây, các bạn có thể thấy này, là với cái số lượng Matic này thì chúng ta sẽ chỉ mất khoảng tầm mà đây nó là 0.0005 USD nha các bạn.
trong khi cái mạng Binance Smart Chain thông thường chúng ta sẽ mất 0.2 SD. Mạng đấy, thông thường chúng ta sẽ mất 0.2 USD. Và mạng ETH thì các bạn biết rồi đấy, tầm 5-10 USD là chuyện bình thường cho mỗi một lượt giao dịch. Ok, thế là cái đặc điểm mà mình nghĩ là nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều so với những cái nền tảng khác. Ok, chúng ta sẽ nhấn vào phần confirm. Đấy, thì các bạn sẽ có thể view on block express, tức là ok, hiện tại thì đã giao dịch thành công rồi các bạn này. Các bạn đã chuyển thành công cái đồng đồng từ đồng Matic sang đồng Fit rồi nhá. Ok, thì các bạn có thể kiểm tra cái smart contract của đồng Fit giống như trên mạng Binance Smart Chain thông thường thôi. Các bạn kiểm tra này, các bạn sẽ phải add cái contract của nó ở trên ví MetaMask của chúng ta như bình thường để các bạn có thể hiển thị cái đồng Matic, cái đồng đồng Fit mà chúng ta đã mua. Các bạn nhấn vào add token. Đấy, thì các bạn sẽ thấy là tự động sẽ hiện symbol và decimal, các bạn nhấn next. Các bạn thể thấy là bạn nhận được 0.5 feed này, các bạn nhấn add token ở trên ví. Các bạn sẽ thấy được là tại thì mình đã có 12 Matic và 0.5 cái đồng feed này ở trên ví rồi. Đấy, rất là đơn giản thôi. Và thậm chí là cái tốc độ giao dịch của cái thằng này nó còn nhanh hơn cả Binance Smart Chain cơ. Đấy, rất là tuyệt vời. Ok, như vậy là chúng ta đã thành công rồi. Mình đã review thành công cho các bạn về cái sàn giao dịch QuickSwap. Các bạn nào muốn trao đổi các đồng token thì các bạn cứ lên đây và thao tác giống như mình đã làm thôi. Và các bạn nếu như các đồng nào mà chưa có ở trên mạng Matic ấy, chưa có ở trên sàn QuickSwap ấy, thì các bạn add cái smart contract của nó lên đây. Và các bạn lưu ý nhé, những đồng token này phải thuộc mạng Polygon Matic Mainnet thì các bạn mới có thể giao dịch nhé, chứ không phải là chúng ta giao dịch được những cái đồng ở trên mạng Binance Smart Chain hoặc là những đồng của mạng ETH nhá. Đấy, đấy là những điều bạn cần lưu ý khi mà các bạn giao dịch và tham gia ở trên cái sàn QuickSwap này. Và các bạn đã luôn theo dõi và đồng hành cùng với channel của Tiền Sư Phụ nhá. Những gì thắc mắc không hiểu thì bạn có thể comment ở phía dưới của video, mình sẽ giải đáp giúp cho các bạn. Còn bây giờ, xin thân ái chào và hẹn gặp lại.